là một cái công trình nghiên cứu của ông ấy. Ừ. Dạ thì đó là công trình nghiên cứu của riêng ông ấy chứ không phải của nhà nước Việt Nam nhé, cả nhà đừng đừng hiểu Đúng lầm. rồi. Nhưng mà bọn chúng là chuyên xuyên tạc. Chúng chỉ cần thấy có bất cứ một cái gì nhỏ như con kiến chúng đưa thành con voi. Đúng Và em thì em rất là hâm mộ chị ở giữa bầy sói mà cũng dám cất lên tiếng nói là chị rồi. là can đảm. Vâng. Ở trong nước em cũng cảm ơn chị như vậy chứ chính ra ở trong nước là bọn em mới ban đầu lên tiếng nói em cũng sợ lắm. Chị còn nhớ lúc lần em gọi cho chị em bảo chị ơi em sợ lắm nhưng mà bây giờ thế nọ thế kia đấy em tâm sự với chị lần đầu rồi đó. Tuy nhiên thì sau này thì bây giờ mình thấy bọn chúng chỉ nói thì chưa chả làm được cái gì cả. Nè, nhưng mà Cái bọn ba que này là nó làm như vậy, nó muốn đe dọa người ta để cho người ta im tiếng hay người ta không lên tiếng, em hiểu không? Để nó đe dọa người ta như thế thôi, nhưng mà chúng nó không dám làm một cái gì đâu, kể cả bên này nữa. Mọi người cứ tưởng là tại vì mọi người lên trên YouTube hay nên xem những cái clip của nó thì cảm giác như là nó rất là mạnh ở bên này. Nhưng mà thực tế chị sống ở đây, chị chả biết cái cộng đồng của chúng nó sợ ở cái xó nào cả. Đó. Cho nên là mọi người cứ nghĩ rằng là chúng nó mạnh lắm, nhưng mà thực tế là nó không phải là như vậy đâu. Tại vì sống ở bên này nó phải có cái pháp luật ở bên này. Đó. Cho nên chúng nó không thể là làm tàng được. Cái thời mà chúng nó chỉ bị cái bọn cộng đồng á, nó nhồi vào cái óc chúng nó là luật ở bên này là không được thế này, không được thế kia, cộng sản sẽ bị đuổi về này kia các thứ, em hiểu không? Cho nên là những cái người người ta không hiểu biết ấy, thì người ta tưởng là cái luật ở bên này là như thế, nhưng mà thực sự nó không phải như vậy. Bởi vì chị có tìm hiểu, chị sống ở đây mà, thì chị phải biết được, ít nhiều chị cũng phải biết được cái luật pháp ở bên này nó như thế nào thì chị mới dám đương đầu với chúng nó, em hiểu không? Dạ. Nên chúng nó làm những cái chuyện rất là mắc dạy, nhưng mà mình không có làm tới. Tại vì mình nghĩ rằng mình làm cá nhân của nó thì chỉ một cái thằng đấy nó bị tội thôi, nhưng cái cộng đồng ấy nó vẫn còn sống, em hiểu không? Cho Dạ nên đúng rồi. chị muốn là nếu nếu như chị chơi á, chị muốn là chị phải chọc thẳng vào cái cộng đồng đó, chị muốn cái cộng đồng ấy nó làm cái gì chị thì chị mới mới giết được chết hết chúng nó, đúng không? Thì chị mới mới cho cái bọn xỏ lá đấy nó hết được, chứ còn một cái cá nhân ấy mình không thèm nói chuyện nó. Em thì em thấy thế này chị ạ. Có mấy triệu người Việt Nam ở hải ngoại thôi mà nó rất nhiều cộng đồng. Và thậm chí khi mà bầu cử cộng đồng thôi nhé, đấy là bầu cử cộng đồng chưa nói đến bầu cử tổng thống hay là chưa nói đến bầu cử chủ tịch nước mà đã có gian lận. Thì Đúng rồi. em thấy là những cái người này không có làm được cái gì, nếu kể cả họ có ở Việt Nam họ cũng vậy mà thôi. Họ sẵn sàng nếu như đất nước có xảy ra cái gì họ tiếp tục bán nước một lần nữa. Họ tiếp tục là theo theo Mỹ hoặc là theo cái thế lực nào nó mạnh hơn một lần nữa. Nó là như Đúng. vậy. Đó, chứ còn nếu như mà họ mà có chính kiến, họ dám đương đầu với chính nghĩa, họ họ sống, họ có một cái lý tưởng thì họ đã không bám đuôi bám càng như vậy. Họ đã không khen nước này, họ chê nước kia như vậy mà chỉ có biết chê Việt Nam thôi, có dám chê nước khác đâu. Rồi đơn giản em nói như hồi nãy chị có nói là đồ Trung Quốc đó. Ở đây em nói nha, có rất nhiều người bạn, có em cũng lên em nói chuyện với rất nhiều người Việt Nam Cộng Hòa ở Mỹ. Họ chê đồ ăn Việt Nam, họ chửi Trung Quốc, nhưng mà họ vào, họ sẵn sàng họ vào, họ bỏ tiền vào quán của người Trung Quốc họ ăn. Họ ăn là Đúng rồi. cả dạ cả 1.000 đô họ cũng ăn. Nhưng mà hàng của Việt Nam xuất sang họ không ăn, nhưng mà khi hàng của Việt Nam xuất sang qua Trung Quốc làm nhãn mác của Trung Quốc thì họ lại ăn. Đúng rồi. Thì họ chống Đúng nghị Trung rồi. Quốc. Đúng không chị? Cái này là Đúng họ rồi. là họ làm cho Trung Quốc thì có chứ không phải họ chống như Trung Quốc. Bởi vì tại sao em nói như cái mùa vải vừa rồi. Lúc đầu họ tung tin để họ làm hạ thấp danh cái giá của hàng vải Việt Nam và họ họ làm cho vải Việt Nam bị tụt dốc xuống phanh thì là khi đó là Trung Quốc nhảy vào mua.
Trung Quốc họ sẵn sàng nhảy vào mua và họ làm tem mác của họ, họ xuất sang các cái cảng như là ở Úc hay là ở Mỹ đó, họ đưa vào Đó. rồi là bắt đầu người Việt Đó. Nam mình ra đó mua. Và đấy là bằng chứng em có người ở nước ngoài chỉ cho em. Đúng, chính xác là như vậy em. Đó là cái cách người ta làm ăn kinh tế. Dạ, Đó là thì cái cách người ta làm ăn. Bởi vì từ họ cái bọn ba que ở bên này á, chính ra nó mới là tay sai của Trung Quốc. dạ đúng rồi đấy. Nó làm xáo trộn cái nó chống hàng hóa Việt Nam thì nó chỉ có làm lời cho Trung Quốc thôi. Tại vì Trung Quốc nó ngay ở sát Việt Nam, nó sẽ sang bên Việt Nam nó mua hàng của Việt Nam rồi nó đóng mác của Trung Quốc, nó xuất sang đây. Tại vì Trung Quốc nó có một cái đường dây buôn bán với lại thế giới rồi. Dạ. Thì nó cứ việc làm như thế thì hóa ra người Việt mình không được bán trực tiếp cho cái người dùng mà phải đi qua một cái đường vòng rồi mới tới tay người dùng, nhưng cuối cùng mình vẫn đã ăn hàng của gì nó phục vụ cho người Trung Quốc. Bởi vậy cho nên nó làm cho kinh tế Trung Quốc bây giờ thành một cái cường quốc, đúng không? Nó chống chống hàng hóa của dân Việt Nam, đúng không? Đấy, Họ nói rõ ràng, ra bằng họ chứng rõ ràng như thế. nói họ chống tàu chống Trung Quốc đó, nhưng mà em nói Đó. đây em đưa cái dẫn chứng rất cụ thể và gần đây nhất, và em theo dõi là em thấy khi mà hàng của Việt Nam, hàng vải của Việt Nam bắt đầu vào mùa, bắt đầu vào vụ chị ạ, năm nay này này, năm vừa rồi này, bắt đầu vào vụ là bắt đầu chúng tung ra một cái tin là chúng thuê một cái người coi như là mua vải xong là bắt đầu ném xuống sông đó, sau này ăn Việt Nam bắt được và tự cái người đó khai ra là tôi được người ta cho bao nhiêu tiền đó rồi tôi ném xuống sông, nhưng mà tôi sai rồi, tự lên mạng nói ra. Thì có phải là khi đó một thời gian là vải đang là giá 25.000 một ký là giá bán buôn chị nhé, sau này vải chỉ còn có 7.000 một ký giá bán buôn, thì có phải là chúng làm cho Trung Quốc và đây là chiến thuật của Trung Quốc? Đúng. Em nói để chị hiểu là tại sao từ bữa giờ em nói là chúng làm cho Trung Quốc. Đây là chiến thuật của Trung Quốc, mượn người Việt Nam đánh người Việt Nam. Và nếu như người Việt Nam ở trong nước và nhất là các cấp lãnh đạo mà họ không cứng, không hiểu được những cái việc này á, thì họ có những cái đường đi nước bước nó bị sai lệch, hoặc người dân Việt Nam họ không hiểu, họ không ủng hộ đảng, sẵn sàng xảy ra nổi loạn, và khi nổi loạn lên thì Trung Quốc tràn vào. Đó là mục đích của Đúng, Trung Quốc, và những cái người ba que xỏ lá này quá ngu và cực ngu, chỉ chết vì những cái đồng tiền đó thôi. Em nói để chị hiểu như vậy. Chứ họ thực ra họ không có chống Việt Nam để mà họ thương người dân Việt Nam đâu, không hề có. Nếu họ thương người dân Việt Nam không bao giờ họ làm những cái trò mèo như vậy. Đó là cái bằng chứng cụ thể nhất em theo dõi. Em nói thiệt chị, chúng mọi nó người vì chia sẻ. tiền hết rồi. Đúng rồi, chúng nó vì tiền hết à? Tại vì cứ có tiền là chúng nó làm hết à? Chứ các em nghĩ chứ xem là cái bọn nó trẻ lắm, nó chỉ ngoài 30 hay là dưới 30 thôi, ở hải ngoại này nó như con chị này, nó phải đi làm quần quật từ sáng đến chiều nó mới về thì mới sống được, mới no được cho cái gia đình thôi. Nhưng mà chúng nó làm cái gì, mọi người nhìn thấy rõ ràng chưa, sự thật là như vậy. Chúng nó làm được cái gì để chúng nó sống, và chúng nó đi hết nước này đến nước kia bởi vì chúng nó ăn cái tiền mà tay sai đấy. Bọn chính trị này á, nó làm về kinh tế, nó khuấy động từng cái nước một lên, nó muốn đánh vào cái nước nào là nó khuấy động cái nước cái này, nó phải dùng những cái kẻ đó vì tiền để chúng nó khuấy động cái đây, chứ chúng nó thương yêu gì cái dân Việt Nam mình đâu, đúng không? Không có Cái thương bọn đâu ở chị bên này nó ơi, chỉ bọn chúng bao giờ thương người dân Việt Nam. Bởi vậy ngày trước em nói rất là nhẹ nhàng, em nói rất là tình cảm, và ngày trước thậm chí em còn muốn lôi kéo họ, nhưng mà qua một cái thời gian đấu tranh á, bản chất em không phải là con người hay chửi, cũng không phải là con người tục tĩu, nhưng mà thật sự á, hoàn cảnh tạo nên con người chị ạ. Bây giờ đúng em rồi. lắm, dạ, tại vì nó khốn nạn quá, nó sẵn sàng mọc ngang mọc ngược, thêm mắm thêm muối rồi thổi phồng bóp méo các kiểu trên đời, chỉ cần Việt Nam đánh nắm to một cái là nó thành một cái bãi rác ngay đó. Chị biết có một cái sự kiện gì trong Việt Nam một cái là ngay ngày mai là chúng cho thành một cái sự kiện nhỏ thôi, mà con kiến là thành con Vâng. voi đó.
Cho nên á Đúng em rồi. nói nè, có ai muốn lên không thì chị Em cho lên, chứ không em ở trên này lâu quá mọi người lại mong muốn lên chia sẻ. đâu không không ai muốn lên cả, em nói, em cứ nói đi. Nè, thì ở Việt Nam á là bây giờ kinh tế phát triển, người dân chị kiến thức được nâng cao, cơ sở hạ tầng thì hoàn thiện, đang hoàn thiện, nói chung còn một số nơi là còn đang đang bắt đầu làm. Thế nhưng mà tuy nhiên là những tỉnh thành là gần như là đa số hoàn thiện được 80% về cơ sở hạ tầng, về Về Việt Nam nó chống phá lắm chị, nó ở bên này này, nó lấy lòng được những cái người như Nisa này, nó lấy lòng được cái 4 triệu dân hải ngoại này, là nó thắng rồi đúng không? Nhưng nó đâu có lấy được ai đâu, nó lấy được ba cái ông già bà già suốt ngày cầm cầm mấy cờ đi ra ngoài gió, nó còn thổi ngược lại nữa. thế chị Đi bảo nhá, không nổi nữa. em mới lại nói cho chị biết như này này, nếu những người có trí thức và những người có lương tâm đạo đức làm người thì họ sẽ không bao giờ họ nhặt lại những cái rác thải của Việt Nam. Tất cả những người thành phần mà thái hóa biến chất, em nói đơn giản như ông Trịnh Xuân Thanh, ông ấy sang bên đó đi, ông ấy ở Việt Nam là một Ừ. người tham nhũng, Đúng rồi. và là tội đồ của dân tộc Việt Nam, nhưng sang đấy chúng lại sẵn sàng đón nhận ông ta và muốn giữ ông ta ở lại. Ủa vậy là có phải là chúng thích nhặt rác của người khác đem về làm kim cương của nhà mình không? Thì có phải bọn chúng chỉ toàn là những cái rác rưởi chứ đâu có phải là người đàng hoàng tử tế đâu? Còn những người Việt kiều đàng hoàng tử tế ở bên các nước đó, họ xây dựng đất nước, xây dựng quê hương bằng cách là họ đi về du lịch hàng năm ở quê nhà, về thăm gia đình ở quê nhà, họ mang tiền về đầu tư ở quê nhà. Họ đâu có cần phải lên nói, hoặc họ giúp đỡ những người nghèo đói ở quê nhà. Họ đâu có lên đây họ ra giả họ nói hàng ngày đâu. Nhưng cái bọn này là nó làm cho bọn Trung Quốc. Em khẳng định 100% từ cái vụ vải vừa rồi là em khẳng định 100% là như thế. Chúng là những người làm thuê cho Trung Quốc. Và chúng là những cái người, Làm. những thành phần. Chúng nó làm thuê cho Trung Quốc, nó làm cả cho Mỹ nữa. Em phải lên nhớ rằng bây giờ là Mỹ với Trung Quốc đang đánh nhau về kinh tế. Dạ đúng rồi. Đó. Mỹ nó phải tìm cách làm sao để cho người dân Việt Nam chống Trung Quốc càng mạnh càng tốt, để cho hàng Trung Quốc hoặc là nó nhập khẩu cái gì vào Trung Quốc, ví dụ như là Mỹ nó không có nhập cái này thì Trung Quốc nó phải tìm đường một cái nước nào đó để nó bán cái này đi chẳng hạn vậy, thì nó sẽ phải, Việt Nam ngay cạnh Trung Quốc mà, thì cái bước đầu tiên là nó phải đánh vào Việt Nam đã đó, Ở đây theo em chị nghĩ nói là Trung nó Quốc cả Trung Quốc cả Mỹ là Trung Quốc nó đang đó. tiến lên vị trí số 1 của thế giới, thứ nhất mạnh về tiền. Đúng Người rồi. ta bảo vì gạo bạo vì tiền. Kinh tế của Trung Quốc đang đứng số 1 của thế giới. Mà Mỹ thì đang là số 1 thế giới rồi, cho nên Mỹ không muốn mất cái số 1 này, cho nên hai nước này đang đấu nhau. Đúng, đánh nhau Họ đang đấu nhau cái rất là thằng mạnh về tiền. Mỹ, nó là đàn anh mà, nghe cái một cái clip của cái thằng nó nói cái gì nó nói hài nó nói độc tấu á, nó nói là Trung Quốc à Mỹ như là đàn anh á, nó đi đi lại lại như là cái gì hiệu trưởng một cái trường học ấy, nó thằng nào có vũ khí hạt nhân nào, thằng nào có vũ khí hạt nhân nào, rồi là nó mang mang quân sang nó đánh, nó Mỹ nó giống như là nó cho nó là một cái thằng đàn anh, cho nên là thằng nào mà bố láo một cái Nhưng là mà nó mang quân nó diệt, đại khái dạ là vậy. Thì nó đang muốn dìm dìm cái bọn Trung Quốc xuống đó, tại Trung Quốc bây giờ nó lên quá mạnh đi, bây giờ nó muốn dìm Trung Quốc xuống, thì trước khi nó muốn hạ Trung Quốc thì nó phải tìm những cái râu ria. Tại sao mà trước khi đánh với lại Trung Quốc mà nó phải sang bên cái gì nhỉ, bên cái gì, Triều Tiên à, Bắc Hàn,
để nó bắt tay với thằng Bắc Hàn, để cho Bắc Hàn ấy, nó không có hợp tác với bọn Trung Quốc, nó phải trước khi đó nó phải thân thiện với những cái nước râu ria đã đó, rồi nó khi mà nó quyết định nó đánh vào Trung Quốc, nó đánh kinh tế với Trung Quốc thì nó phải đánh Việt Nam nữa, tại vì nó làm cho Việt Nam là phải dân phải ầm ầm lên, là phải đối chọi với Trung Quốc, thì người người dân Việt Nam mới không không có làm gì được mấy bọn Trung Quốc cả. Đó là cái cuộc biểu tình nên rằng nghĩ cái ngày mà cái thằng Nguyên Nguyễn về đấy là đằng sau nó có bọn Mỹ đó. Ở đây em nói với chị, nếu mà bước vào cái lĩnh vực chính trị thì nó mênh mông Dài mênh mông lắm, biển cả, nó dài đúng rộng, không? nó nói một lúc không thể hết được. Nhưng mà cuối cùng thì em vẫn khẳng định là bọn này nó sẵn sàng bán rẻ lương tâm, sẵn sàng bán rẻ tổ quốc chỉ vì đồng tiền, chỉ vì miếng cơm manh áo, và không muốn bỏ sức lao động ra để làm, chỉ muốn ăn thôi. Tại vì sao? Bọn chúng đòi đi học không mất tiền. Bọn chúng đòi đi học không mất tiền, rồi bọn chúng đòi á là đi bệnh viện nhà thương không mất tiền. Ủa chứ không mất tiền thì ai lo cho mình? Tiền ở đâu ra mà lo? Ở Việt Nam cái đóng thuế có được bằng 1% của Mỹ không? Ở Mỹ đóng thuế rất là cao, hay tất cả các cái nước khác Đúng rồi. rất là cao, mà ở Việt Nam thì thuế có đáng gì đâu. Thì vậy thì nhà nước lấy tiền đâu ra để mà lo được những cái khoản mà một số lượng dân khổng lồ là 94, 95 triệu dân. Thử hỏi chúng nó đã làm gì cho cái đất nước này đâu mà chúng nó đòi hỏi. Nhất là những cái thành phần mà ba que xỏ lá ở bên ấy hàng ngày lên mạng ra giả lên nói, còn chưa hiểu mình đang nói gì. Thậm chí chúng chưa hiểu mình đang nói gì. Nó nói mà nó còn không Đúng biết nó nói gì, thì làm sao mà nó kêu gọi được người dân? Em nhận thấy cái sự nhận thức của chúng quá kém. Bởi vì nên trong nước có những người mà họ lên họ chửi như chửi chó, chửi mèo ấy, thì nó cũng xứng đáng với những cái thành phần đấy thôi. Nó ngu quá mà, nó đâu có nhận thức được đâu là cái lòng tự tôn của dân tộc đâu. Chúng từng bán nước cho nước này, chúng từng bán nước cho nước khác, làm sao mà chúng biết được? Thử hỏi khi cái thời thời điểm mà Việt Nam Cộng Hòa mà được bao nhiêu năm và được bao nhiêu mà những bao nhiêu đời tổng thống lên rồi cũng bị theo một cái cách coi như là giết hại như vậy, chúng cũng không nhận ra. đúng Thế có gì bây giờ qua bên đấy chúng sống ở bên đó rồi, cái nước của chúng sống mà chúng còn chửa bảo vệ, chúng chửa bảo vệ. Em thấy ở đây có một số cái thành phần á là lên nói mà không biết mình đang nói gì, cho nên thôi rồi em nghĩ bọn nó ngu đúng có rồi kiếp và ngu có gia phả và ngu có bền vững luôn ấy. chị à. Chị ngồi đây nhiều khi chị lên YouTube chị xem những cái clip mà cái bọn mà nó cứ lăn đùng ra nó ăn vạ rồi nó đối chất với lại công an đó. Đấy. Nghe cái bài của chúng nó giống hệt như nhau. Như nhau mà nó được học mà. Nó có sẵn cái bài ấy, nó học thuộc lòng rồi. Cho nên là nó đã được đào tạo rồi. Cho nên là khi mà chị xem chị nghe nhìn thấy chúng nó chị buồn cười lắm, tại vì Em thằng nào nói chuyện cũng giống nhau à, một cái bài như thế không à. nó được Ờ, ơi, nó được nó học. đánh vào những cái thành phần nào, nó đánh vào những cái thành phần thất nghiệp đúng Thất nghiệp không, hút không đó, có cần thiết nghiệp. công ăn việc làm rồi lại thích ăn xài sang đó, cho nên cái bọn đấy nó hay đánh vào những cái thành phần bất mãn với xã hội đó. Cho nên càng làm như vậy thì nhiều khi mình ngồi đây mình nghĩ hình như là nó càng làm như vậy càng làm cho cộng sản lớn lên chứ đâu có làm cho cộng sản tại Sụp là sụp thế vì nào là chuyện sụp. Em nói thật với chị, em nói thiệt với chị chứ, cả cái cộng đồng, cả hàng trăm hội đoàn cộng đồng người Việt tại các nước bên bên trời Tây của họ, bên nước văn minh của họ không bằng một cái ông cộng sản của nhà em đâu nhá. Em nói thiệt, cái đầu của mấy ông đạo cộng sản nhà em ghê lắm, không bao giờ nó rồi. già mà lúc nào cũng cười, nhưng mà cười là chết đấy, cười là chết Dạ. đấy, chứ không phải là nói mà chết đâu. Có nghĩa là họ họ thấy người ta cười, họ thấy người ta im lặng, họ tưởng rằng người ta ngu. Không có Đúng đâu, rồi. trời ơi, dễ ăn thế thì đã sụp đổ lâu rồi.
43 năm nay đất nước hòa bình thịnh vượng. Đi đến đâu những người đi du lịch cũng muốn đăng ký về Việt Nam để đi du lịch. Có đâu như những cái người mà đang chống lại đất nước Việt Nam như vậy là đầu óc ấu trĩ quá. Việt Nam mình không bảo vệ cho Việt Nam mình, Việt Nam mình không ủng hộ cho Việt Nam mình, mà miệng thì nói thương nhưng đằng sau cái loại đấy là gọi là cái gì, miệng thì mô nam mô mà bụng một bồ dao găm. Nhiều khi chị thấy cái bọn mà nó về nó chống xa phá Việt Nam ấy, chị thấy nó cái bọn này không biết là nói nó ngu hay là nó dại hay là nó làm sao. Nó tưởng rằng là ở bên này nó làm cái gì ở Việt Nam không biết. Đó. Nó Biết tưởng là như vậy. Khi mà đi ra, khi mà muốn về Việt Nam là phải xin cái thị thực về Việt Nam. Thì khi mà cái thị thực này lên ấy, người ta đã biết nó là thằng nào rồi, nó đã là ai rồi. Mà nói thẳng một câu, ở đâu cũng có gián điệp hết. Mỹ cũng có gián điệp ở Việt Nam, Việt Nam cũng có gián điệp ở đấy, đúng không? Mà làm gián điệp ở đây mà có cái người nào mà vào trong cái cộng đồng đấy để hiểu biết về chúng nó thì quá dễ. Chị nói thật, quá dễ. Nếu em lấy ví dụ thông báo chị một muốn tin làm. vừa rồi Việt Nam mình gửi đi qua Mỹ là gần 1.000 điệp viên ấy. Qua Mỹ để học học làm nói chung là họ học chính kiến thức của lại Mỹ đấy. Nhưng mà nhiều khi Mỹ họ bây giờ họ bắt tay với Việt Nam rồi thì họ họ cũng chia điều sang Mỹ để học đó, để học cái cách gì gì như ở Mỹ đó, đã từ mấy năm bọn trước chúng rồi, bảo chỉ về Việt Nam thì đã biết rồi. chị bảo chị biết không, bọn chúng bảo này này, những học sinh mà qua bên Mỹ học là toàn ở lại không à, không muốn về Việt Nam của chúng, ngu hết con ngu luôn. Cái thứ nhất, cái này em nói ra nó hơi chính trị một tí nhưng mà em nói thiệt, những học sinh mà học mà họ ở lại Việt Nam đó là con cờ Việt Nam đang đi. Họ sang đấy họ học, họ sống, họ làm việc và họ kiếm tiền được cho gia đình họ, họ làm giàu được cho gia đình họ. Ngược lại họ lại có được những cái tin tức cho Việt Nam. Đúng rồi. Chính Em xác. nói vậy em ghét em nói vậy thôi nhưng mà bọn chúng không hiểu đâu, bọn chúng cứ nghĩ là người ta ghét Việt Nam người ta đi nhưng mà không phải. Cái đó là con cờ trong bàn cờ của Việt Nam, trong bàn cờ chính trị của Việt Nam, đó là những con cờ đó. Đi đi, nghe đi. Thế chị mới nói là chúng nó không biết là chúng nó dại hay là chúng nó ngu hay là chúng nó khờ hay là nó đơn giản quá. Cho nên nó cứ tưởng là nó đi về, nó về Việt Nam là người ta không biết nó về thăm quê hương hay là nó về thăm gia đình hay là nó hoạt động. Làm sao người ta không biết? Tại vì trong cái những cái cộng đồng này á đã nằm trong bàn tay của cộng sản rồi. Người ta biết hết rồi, chúng nó cử động cái gì á, thằng nào về Việt Nam mà người ta để buông cho nó đi chơi năng lung tung ấy, cái thằng đấy người ta chỉ làm một cái là bỏ con tép, thả con tép, bắt con tôm hùm thôi. Nhưng mà chúng nó lại tưởng là hay lắm, ngu lắm cơ. Nhiều khi những cái người cũng có những cái người ta vô tình, người ta vô tình người ta bị chúng nó lôi vào trong cái công cuộc chống cộng đó. Những cái người đấy người ta thật sự là vô tư, nhưng mà khi về Việt Nam á, Việt Nam người ta biết hết à, người ta không, người ta đã có người ở đây rồi, đúng không? Nếu như đi xà mà ăn tiền của cộng sản, đi xà đâu có ngồi lên đây để nói, để dơ ra ra cái mặt như thế này, chúng nó ngu lắm. Đúng không? Chúng nó còn dùng nếu cái mà này. Mình mà sang đây mình nằm vùng á, xin lỗi cả nhà, chứ mình mà nằm vùng chúng nó chết mẹ chúng nó. Đúng không? Nhiều người người ta còn giỏi hơn mình chứ, mình là cái gì đâu, đúng không? Người ta đã làm vùng thì không bao giờ người ta đưa cái mặt người ta lên đây để người ta ngồi người ta nói hết. Ngu, ngu Đơn lắm giản cơ. mạng nha chị nhá. Đơn giản cái an ninh mạng là bọn chúng nói là nếu như Việt Nam mà đưa cái luật an ninh mạng vào á thì cái chúng xuyên tạc, chúng nói là sẽ không đưa mạng Facebook hay là không đưa những cái mạng của người Mỹ á.
lại lại giống xài giống Trung Quốc. Em là em ủng hộ theo cái kiểu xài như Trung Quốc, mạng của mình tự mình xài đi. Trung Dạ, Quốc nó làm giờ làm sao? để cho nó khỏi, chị tính xem bao nhiêu năm nay có biểu tình biểu tọt về những cái vấn đề như tự xuyên tạc của bọn chúng đâu. Bây giờ những cái thông tin bẩn xấu mà bọn chúng xuyên tạc chúng lên mạng chúng nói đó, bây giờ làm ảnh hưởng người dân kém hiểu biết đó. Cho nên em nói ủng hộ thế đó. Việt Nam xài mạng Viettel của Việt Nam đi, khỏi cần khỏi cần phải 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 Google, khỏi cần phải đám mây, khỏi cần gì hết. Còn tất cả những cái dữ liệu của Việt Nam chúng bảo ở bên Mỹ là nó đưa lên đám mây, ở Việt Nam không cần đưa, đám mây đưa xuống dưới lòng đất ấy, cho chắc. Nó Theo sợ chị động Nam động đất không? Dạ. thấy thì cái bọn ở bên này nó chả làm gì được người Việt Nam đâu. Chúng nó chỉ có ăn tiền của những cái bọn mà nó thuê mướn bọn đó để phải làm cái. Bây giờ nhá, ví dụ chị là một cái thằng đầu sỏ, chị muốn dùng cái thằng ba que sỏ lá này để nó làm một cái gì đó ở Việt Nam, thì chị sẽ thuê cái thằng này. Tại vì nó là người Việt Nam, nó biết tiếng Việt, đúng không? Nó về nó quấy nhiễu Việt Nam, thì cái thằng đó, thằng này ở đây á, nó nhận tiền của chị, đúng không? Cái thằng Dạ. này nó nhận tiền của chị rồi thì nó sẽ không, nó khôn mà, tại vì nó mang cái quốc tịch ở đây thì nó phải tìm cái thằng nào đấy chết thay cho nó, đúng không? Nó ngu gì đâu mà nó phải đi về nó làm những cái chuyện đấy, nó phải dùng những cái thằng râu ria, những cái thằng mà cần tiền, nó giống như thuốc phiện vậy đó, đúng không? Bây giờ mình buôn thuốc phiện này, mình đâu có, mình là đàn anh, mình đâu có đi ra ngoài kia để mình bán thuốc phiện đâu, mình phải phân phát ra để cho những cái thằng kia nó đi chết thay mình, đúng không? Chứ nó ngu gì nó mang quốc tịch ở đây mà nó ngu gì nó vác cái mặt nó về đấy để nó làm tướng, làm lãnh đâu, để nó phá hoại đâu. Nó phải thuê những cái bọn ở Việt Nam cần tiền, hoặc là cái bọn ở bên này muốn tiền sau này muốn du lịch đó, chẳng hạn như mấy cái bà già vừa rồi bị mười mấy năm tù phải không, ở Mỹ Dạ. á. Rồi cái thằng Michael Nguyễn gì đấy bây giờ bị kết án mười mấy năm tù phải không, ở Việt Nam Dạ. á. Thế đó, những cái người đấy là những cái kẻ đấy là kẻ chết thay đó, muốn đi du lịch, muốn về Việt Nam nhưng mà không có tiền. Đó. Thì bây giờ phải nó cần những cái người đấy mang về hoặc làm những cái chuyện đó cho nó để được tiền. Có bà kia bà đâu có thèm kháng án đâu, chắc là bà ấy sống ở Mỹ, bà ấy cô đơn quá, con cái chẳng thèm để ý đến bà, thì bây giờ thôi bà về đấy tù chính trị nó vẫn sướng hơn là tù ở Việt Nam phải không? Thôi ta về đấy tao được nói tiếng Việt. Đó, con này được nghe tiếng Việt. Đó, dù sao trong nữa đi tù ở trong Việt Nam ấy, kiểu người Mỹ mà đi tù Việt Nam nó vẫn đối xử tử tế hơn, còn thà sướng hơn là sống ở bên Mỹ. Nói thẳng một câu như thế. Bây giờ mấy cái bà già ấy già rồi, con cháu thì nó không nói tiếng Việt với bà ấy, đúng không? Có khi nhà cửa này nó lại không cho ở, lại phải đi ăn được vài đồng tiền thất nghiệp á, thì đã đóng hết tiền nhà rồi, đúng không? Thôi nào một quả đi về về Việt Nam xong rồi vào tù, bây giờ bà cũng đâu thèm kháng án đâu, thấy không? Có khi Tao vào đi tù ở Việt Nam, tao đi tù Việt Nam sướng hơn tao ở Mỹ. Ràng là như vậy đó, nó đâu cãi không? Nên là bọn này bây giờ tại sao nó suốt ngày nó ngóng về Việt Nam, là bởi vì chúng nó ở bên này sống, nói chung là về kinh tế, về miếng ăn thì đương nhiên là nó thoải mái rồi, nhưng mà về cái tinh thần đấy nó rất là khổ đó. Tại vì người ta nhiều người già cô đơn á, ở bên này chị nói thật, nhiều bên này nhiều người đàn bà mấy, nhiều đàn ông cũng bị bệnh lắm, giống như về bị trầm cảm á, nó bị áp lực nhiều quá. Áp lực cuộc sống rồi áp lực tinh thần con cháu. Ở bên này nó không như Việt Nam đâu, ví dụ như là mình con cháu nông nô này phóng cái vùng cái tới thăm bố thăm mẹ,
Nhưng ở đây không phải như vậy, nó phải đi làm đi ăn rồi con cháu nó toàn nói tiếng Anh thôi, nó không nói tiếng Việt đó. Ai mà may mắn thì được con cái nó gần bên cạnh thì còn đỡ đó. Thế cho nên ngay như, như cái tầm tuổi chị bây giờ, chị cũng phải tự đi tìm cái niềm vui của mình á. Đúng như là mình phải biết tự tự lập, đúng không? Mình không có ỷ lại về con cái, mình không nghĩ là không có bắt buộc là phải có con có cháu bên mình mới vui. Mình phải đi tự đi tìm bạn bè, rồi tự đi tìm những cái chỗ cho mình đi chơi vui vẻ những cái thứ đó. Cho nên nếu như mà mình cứ cứ trông vào chúng nó thì mình rất là cô đơn đó. Đúng rồi. Tại vì em cũng có rất nhiều người ở bên đó nói chuyện là khi mà về già bên đó cuộc sống nó tẻ nhạt lắm, nó buồn lắm. Một ngày chỉ ở Đúng trong không? nhà bức tường, đi làm thì hãng xưởng người ta không có mướn. Mà lúc còn trẻ đi làm thì thời gian nó rất là ép buộc. Kể cả công ty nước ngoài người ta về đây người ta làm việc cũng thế nhá chị nhá. Em nói với chị là thời gian nào mà nghỉ là phải báo trước cả tuần. Đó. Em Mà khi mà làm việc là phải làm việc nghiêm túc chứ không được thích thì làm, thích thì nghỉ như là làm cho Việt Nam đâu. Ở các công ty nước ngoài nó khắt khe về trong cái việc giờ giấc lắm. Nó không có giống như ở Việt Nam. Cho nên á, là khi mà đi làm việc rồi là con cái nó đi từ sáng tới tối rồi ở nhà người già là không có người chơi, mà đi chơi với bạn thì bạn lại ở xa, lại phải lái xe đi xa. Thế thì nhiều khi có nhiều người thì lại còn phải trông cháu về không cẩn thận nó lại chửi cho. Đấy, khổ như thế mà nó Đấy, chửi đúng bạn rồi. ra nó Mà chửi. em có biết không, chưa chắc những cái đứa con ở đây ấy, bây giờ nó đẻ ra mà nó muốn bố mẹ trông đâu nhá. Tại vì các ông các bà ấy trông rồi á, cứ hằn học rồi á, nói nhiều rồi á, bắt đầu nhiều khi này những cái kiểu của những cái người Á ấy, dạy con cái kiểu khác của chúng nó, chưa chắc chúng nó đã cần những người ông người bà chăm sóc chúng nó đâu. Nên nhiều khi em cứ tưởng tượng ra ở đây á, nó không như Việt Nam là mình đi bộ cũng tới rồi, hàng xóm láng giềng biết không, ở đây á, rất là xa. Mà nhiều khi chị ngồi chị nghĩ đến cái lúc mình không lái được xe rồi không biết mình làm cái gì nhá. Em Bây bảo giờ rồi tôi về Việt Nam mà sống. về chứ, sẽ về Già rồi về Việt tại vì Nam sống kiểu gì mình có anh em con mình. Già trẻ. nhà nhà chị Việt Nam nhà này có rồi, cứ về đấy cứ việc ở thôi. Con cái ở bên này nhà mình nhà cửa mình cũng có rồi, mình thích ở đâu mình ở. Nó như là bố mẹ chị, bởi vậy cho nên chị vẫn nói mà, tại lý do tại sao chị không bảo lãnh bố mẹ chị sang, tại vì bắt đầu chị bước sang đây một cái chị đã cảm thấy cái cuộc sống nó quá là rất là khổ cho những người già. Nếu như mà mình không biết tiếng tăm, ví dụ như cái thời gian đó chị bảo lãnh cho bố mẹ chị, bây giờ lại phải về Việt Nam mua nhà cho ông bà. Cho nên mình nghĩ được cái đường xa đó, mình nghĩ là sao bố mẹ mình sang đây làm cái gì, tiếng tăm thì không biết, lại già rồi sang đây làm cái gì. Đúng rồi. Thế chị bảo thôi để bố mẹ ở Việt Nam đi rồi sống ở Việt Nam rồi gửi tiền về cho ông bà sống là được rồi. Bây giờ bố chị ngày nào cũng đi nhảy á, đi thể dục thể thao rồi đi Vui nhảy đi vẻ. nhót. Chứ còn nếu mà sống ở đây bên này khác thì người cơm đâu, con cái đâu có phải lúc nào nó cũng có thể nó ở bên cạnh được, đúng không? Rồi bạn bè thì cũng đi chơi được, chứ nếu mà còn đi được thì cũng đi được, nhưng mà đi nó là một cả một cái gì nó rất là đi ra xe bát, rồi nếu mà có người già ở đây rồi lại sợ các cụ lại quên đi mất, lãng trí, rồi lúc với con cái lại phải đi tìm nó. Cho Hiểu. nên cho nên là hôm đó ấy, buồn cười lắm, chị mới lại cả nhà đi ra cái chợ thì người ta mới có một cái giống như khắc chữ ở trên một cái miếng để đeo vào những cái cổ cho con chó đó. Rồi ai thích kỷ niệm cho ai rồi khắc cái tên ông xã mình, ông bảo chứ để khắc khắc cái tên của vợ đi, để chẳng may đeo lên cổ ấy, chẳng may đi ra ngoài đường.
Chị bảo tôi khắc cho ông trước đi. Đeo lên cổ đấy, xong rồi khắc luôn cả số phone ấy, cả may mà đi lạc ấy, người ta còn đưa về nhà. Tại vì những con chó đó, con chó ở đây là cứ mua một cái miếng để số số phone này kia các thứ, nên là đeo lên cổ nó để chẳng may nó chạy ra ngoài đường ấy thì người ta biết được địa chỉ ở đâu hay là số phone đâu, người ta gọi cho mình đó. Chắc mấy người già ở đây nó phải làm như vậy chứ gì nữa. Buồn cười lắm. Hôm đó hai con chó nhà chị nó không biết, chị kéo cái thùng rác ra thế là nó mới quên không đóng cửa, nó mới chạy ra ngoài ngoài đường, chạy ra mãi ngoài đường cái. Thế mình đang làm ở trong nhà, thế là có cái bà Tây, hai mẹ con bà Tây và lái xe vào trong nhà, bà gõ cửa. Ồ, chó nhà mày chạy ra mãi mãi ngoài kia rồi. Ồ, vậy là chết rồi. Xong rồi bà bảo chứ tao sợ nó bị kẹt xe, thế là tao cứ đi theo nó thôi. Nhưng mà nó rất là khôn, nó từ ngoài đường cái nó chạy thẳng về nhà mình. Đó, thấy chó nó khôn không? Thế nhưng mà còn cái bọn ba que sỏ ná nó đâu biết nhà nó đâu. Ba que sổ lá nó không biết đường về nhà chị ạ à? Nó cứ theo người ta thôi. Đùa chứ. Sao hình như chị em mình bị nhiễm cái gì chửi ba que sỏ lá, sao ấy đi đâu rồi đi vòng 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 lại cái bọn ba que sỏ lá. Thế cứ phải vòng lại chửi cái bọn đấy mới mới được cơ, thế mới đẻo chứ. Tại vì em nói chị rồi, tại vì cái gì cũng thấy giống nó không à. Đấy, con chó nhà chị nó còn biết đường quay về nhà với chủ, còn ba que nó đâu biết đường nó quay về nhà với quay về đất nước với người người dân đâu, mà nó cứ chống Nó đối người dân, nó chống phá người dân không à. Như vậy gọi gọi nó không bằng con chó, ví nó mới con chó là tội nghiệp chó. thì chị mới nói chó như chị cực kỳ khôn. Ai mà đánh chủ nó là nó xông lên, nó gào ầm lên. Nè, chị mấy ông xã chị giả vờ đánh nhau à, nó cứ nhảy đó, chứ không phải là riêng cái bọn ba que sống nó chơi với nhau, chẳng qua là cái người Việt ở đây người ta không thích vào đó thôi, chứ còn ai cũng có quyền vào, ai mang quốc tịch ở đây rồi ai là người dân ở đây cũng có quyền vào cái cộng đồng đấy, chúng nó không có quyền gì cấm người ta cả. Nhưng mà tại vì cái đấy là một cái nồi cám heo, người ta nói là cái nồi cám heo, cho nên người ta không ai người ta vào đấy thôi. Cái bọn lãnh đạo ấy, nó được ăn lương rồi á, nó sẽ nhờ những cái hàng quán, những cái nhà hàng ấy, nó sẽ nhờ vào cái cộng đồng đấy, hoặc có mỗi một lần có cái tổ chức gì đó thì cái bọn cộng đồng ấy nó lại tổ chức một cái đấy ra cái nhà hàng đó, ra nhà hàng đó thì cái nhà hàng đó lại được lời tiền, em hiểu không? Tại vì cái thời buổi bây giờ nó phải cần có cái người, có càng nhiều người ấy, thì nó càng đánh vào cái người đấy để nó làm kinh tế đó, thì cái bọn cộng đồng nó kiếm tiền đâu ra, nó kiếm tiền ở đó, hoặc là những cái hội chợ Tết hay hội gì nó lập ra là nó thu tiền của người dân là ở đó, các bạn hiểu không? Cho nên là chúng nó làm tất cả đều vì tiền hết. Những cái người bị lừa là những cái người đi vào trong đấy để sinh hoạt, cho nên là những cái người mà chị không ghét những cái người cầm cờ, mà chị ghét cái bọn lãnh đạo cộng đồng đó. Còn những cái người mà những cái người cầm cờ, người ta chỉ là những người bị hại thôi, bị lợi dụng, em hiểu không? Những cái người ấy là đáng thương hơn đáng trách người ta đó. Những cái ông già bà già ấy là đáng thương hơn đáng trách, tại vì Nhưng người mà ta là những em nghĩ người mai mốt là lớp trẻ mà nó học nó lớn lên rồi nó nói tiếng Mỹ tiếng Úc hết rồi chắc là nó cũng chán, nó cũng không muốn chống cộng nữa đâu, tại vì nó cũng phải học theo cái văn minh em của có người nhìn thấy được bao nhiêu đứa trẻ không, em nhìn thấy bao nhiêu đứa trẻ không? còn người già không Nhà à. chị á, nhà chị mở, chị gọi cả cả gia đình nhà chị tới đây á, còn đông hơn cái bọn biểu tình đấy. Chị
Chị Rồi không muốn trêu chúng nó rồi. à thôi mấy Chị ông nói giỏi. cho em nghe, chị không, chị thấy thương hại chúng nó, chị không muốn trêu chúng nó rồi. Chứ chị trêu chúng nó hả? Chị cho mấy thằng con chị gọi hết một bọn trẻ con tới mười mấy, mười mấy, 17, 18, mười bao nhiêu, chị cho mỗi đứa một cái áo cờ đỏ sao vàng nó mặc. Bữa nào làm đi, bữa nào chị làm đi, có bóng đá bóng biết Cái chị về làm. gì chị nói thật chứ, trêu cái gì chứ, trêu người chị giỏi nhất. Chị không nhận thứ nhất thì không ai dám nhận thứ nhì. À quên, chị không, chị nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Chị trêu người giỏi lắm, chị không muốn trêu người ta thôi, tại vì thấy họ già rồi. Bữa nào chị làm cho mấy đứa mỗi đứa một cái áo cờ đỏ sao vàng cho nó mặc, nó đi ra phố nó đi nó cầm cái cờ đỏ sao vàng nữa xem chúng nó làm gì Chị được nói thật, nào. chị muốn treo bọn này dễ lắm, tại vì cái luật pháp ở bên này nó đâu có ai cấm mang cờ đỏ đâu, em hiểu không? Nhưng mà À. mình không muốn làm như vậy thôi, chứ còn á, chị chả cần gì, chị cứ phát cho mỗi đứa, chị gọi chúng nó đến, chị chiên một cánh gà. Nhà chị có vải, nhà chị có máy may kìa, chị may cái xẹt cái xong cứ cờ đỏ sao vàng. Chị phát cho mỗi đứa cái, nhưng mà trêu chúng nó làm cái gì đâu, nói cho chúng nó hiểu thôi, chứ còn mấy cái ông bà già trêu ông bà thấy tội nghiệp đấy, tức điên nên nên áp huyết cao chết hết thì mình chửi nhau với Chị đúng là nhân đạo không phải lỗi. ai. Nhiều, nhiều khi để cho người ta sống, để nữa mình thỉnh thoảng mình lên đây mình nói chuyện cho đỡ buồn. Cái mấy cái người ấy đâu có làm gì được đâu, các em đừng có lo. Chỉ Đâu bọn em cái đâu có lo. bọn nó nhúng tay vào Việt Nam là cái bọn ấy là trong tổ chức rồi, còn mấy cái ông bà già vác cờ đây chỉ là râu ria, và cái thôi để cho người ta vui chơi cho đỡ buồn đi. Để cho người ta nhìn đến Việt Nam người ta đỡ buồn đi, chứ còn cái bọn mà nó hoạt động á là cái bọn đấy nó khác, cái bọn đấy là nhà nhà nước Việt Nam ấy, người ta túm hết là trong tay rồi. Chị nói thật, nếu như mà chị chúng nó ngu lắm, nhiều khi chị thấy chúng nó ngu lắm. Bây giờ ngay như bản thân chị chỉ muốn vào cái cộng đồng đấy thôi, chị điểm mặt từng thằng một đúng không, nhưng mà chúng nó hình như chúng nó bị sao ấy, chúng nó không hiểu. Yeah. Cho nên là nhiều khi mình thấy nó ngu lắm, cho nên Ngu là nó chuyển bị kiếp đi có tù ra nó khỏi về. các tập đoàn. Ừ, Ngu chuyển kiếp cái ngu bọn có đấy nó tập đoàn. thôi, chứ còn ở bên này người ta hiểu hết rồi. Em thấy là không, nói chung là Trung Quốc nó giàu mà bây giờ nó đang muốn cái mục đích của nó là đang muốn đứng thứ nhất của thế giới, cho nên nó chi vài cái đồng bạc lẻ cho cái đám chống cộng cực đoan này thì ăn thua gì đâu chị. Thực ra mà nói nó chi bây giờ nó muốn thâu tóm cái gì ở trên thế giới này mà nó bỏ ra có vài triệu đô, nó thu 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 mấy cái thu thu thập mấy cái thằng thành phần coi như ba que xỏ lá này thì dễ à, mà cái bọn Em có này biết là em có biết kinh tế ở bên này á, rất là nhiều Trung Quốc sang đây mua nhà đầu tư. nha. Trung Quốc sang đây á, mua nhà rất là nhiều ở trên ở trung tâm thành phố đây, những cái building á, nó bán. Người dân ở đây đâu, người ta đâu có mua những cái khu đấy nhiều đâu, toàn là người nước ngoài, người Trung Quốc vào để mua thôi. Cho nên bây giờ đấy, khi mà bắt đầu Úc để nó bán cho Trung Quốc thì nó mua vào ầm ầm, nhà nó lên giá, em có biết không, lên giá không thể tưởng tượng được. Người dân ở đây bây giờ muốn mua nhà rất là khó. Thì bây giờ cái chính phủ này á, bây giờ nó đánh thuế cao lên, nó đánh thuế cao một cái là nhà dừng luôn, giá nhà dừng luôn, tại vì Trung Quốc nó không mua nữa đó. Nó vào đây mua thì giá nhà lên vùn vụt luôn. Bây giờ đánh thuế cao Trung Quốc ngừng luôn, ngừng luôn là cái địa ốc này cũng không bán được luôn. Hai cái nhà chị đằng trước này nó muốn bán này, để bảng bao nhiêu lâu rồi không bán được, tại vì Trung Quốc cứ không mua nữa đó.
Bây giờ hay chị có là mấy người bạn. Trung Quốc nó vượt qua nhiều nước để nó qua Úc, nó chiếm Úc. Nó mua cả cái đảo, à quên, nó mua cả cái gì nhỉ, cái hầm Nó bờ, cái cảng, đúng nó mua rồi, cả cái tức cảng của là Úc rồi. nó mua cái cảng của khu kinh tế của Úc Nó mua cả cái cảng của Úc rồi, đâu có đứa nào đi biểu tình đâu, mà trong khi đó cái bọn đấy nó mang quốc tịch Úc á. Rồi ở bên Mỹ bán hết nhà hết cửa cho Trung Quốc, hay đâu có thấy đứa nào nó lên tiếng đâu, thấy đúng không rồi. Nó mua đó. hết cảng của Úc xong bắt đầu, chị biết không, nó nhập hàng qua đó, nó nhập hàng Việt Nam qua đó, bắt đầu nó mới làm lại, đóng thùng lại, làm nhãn mác lại hàng Việt Nam, nhưng mà nó hoặc là những cái hàng Việt Nam ở Mỹ được trả về á là nó mua lại, đóng thùng lại, nó nhập lại đó, nó sơ chế Em biết lại, đâu, nó lại bán cho người ta. ngày xưa chị làm may, chị mới qua đây chị cũng làm may. Chị làm may thì cái thời gian đấy kiếm rất là hay, giá giá làm rất là cao, thì kiếm rất là sướng. Hầu như người Việt sang đây toàn làm may thôi, mới sang. Về sau này nó làm ăn với Trung Quốc, nó đưa hết hàng sang Trung Quốc may. May xong rồi nó quay trở lại đây. Nhưng mà ví dụ như là cái áo này là Trung Quốc nó làm, nhưng mà cái mác này này, cái mác này hoặc là một cái tay này nó chưa, nó làm nó để đấy, xong nó chuyển về Úc này, nó chuyển về Úc này, nó thuê người ở Úc này gắn cái mác này vào một tí tiền thôi, hay là may một cái gấu tay này vào một tí tiền thôi, xong rồi nó gắn cái mác là làm ở Úc đó, nó khôn chưa. Đấy là cái cách làm ăn của nó. Thế cho nên về sau đưa hết hàng sang Trung Quốc thì những người Việt Nam đây bắt đầu hàng giá dùng các thứ rất là thấp. Em biết không? Tại vì những cái bọn làm ăn nó đưa hết sang Trung Quốc rồi. Thế từ đấy là dân Việt Nam lại đi làm cái khác, không làm may nữa. Chẳng hạn như vậy, ví dụ vậy. Đó. Đấy là cái cách làm ăn buôn bán. Nói đơn giản thôi, không cần nói đến đến Úc hay gì nữa, bản thân mình cũng vậy thôi, mình buôn bán mình cũng phải tìm cách này thì cách kia để mình kiếm được lời nhiều chứ, đúng không? Đúng Mà rồi. hơn nữa ở khu này nó toàn làm ăn tư nhân rồi, thì tư nhân nó phải tìm cách để nó làm, nó kiếm lời nhiều, càng nhiều càng tốt chứ, nó ngu gì nữa. Đúng không? Cho nên là người Việt Nam mình nhiều khi người ta không hiểu biết thì người ta cứ chống phá này kia các thứ. Chống như thế thì chính ra là đổ cái bát Em cơm của mình. thì em tham gia với chị đến đây thôi, em Ok. có khách rồi, em bán hàng Ok, rồi.